Xin kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể các bạn đã quay trở lại kênh mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại đỉnh núi Thiên Văn thuộc quận Kiến An, Hải Phòng. Và phía sau lưng mình đây là cái trạm radar dự báo thời tiết Phù Liễn. Đây là một trong số rất ít những cái trạm radar dự báo thời tiết có tuổi đời hơn 100 năm được thế giới ghi nhận. Hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi khám phá, tìm hiểu xem về quá trình lịch sử hình thành cũng như là cái chức năng nhiệm vụ của cái trạm radar này. Đã từ rất lâu, khu du lịch sinh thái Đồi Thiên Văn rất hấp dẫn đối với nhiều du khách. Nhiều người dân ở nơi đây còn truyền tay nhau một câu ca về những địa danh nổi tiếng ở nơi đây. Kiến An có núi Ông Voi, có sông Văn Úc, có đồi Thiên Văn. Cách ngã năm Kiến An chưa đến 100m, ngay giữa lòng phố thị. Từ một ngã ba đường phố có một con đường lát bê tông dài hơn 2,5 km, uốn lượn quanh co theo độ cao tăng dần, qua cổng rồng ở chân núi và kết thúc ở nơi cổng phượng, cổng vào đài Thiên Văn. Ấy là con đường có thể đưa chúng ta lên trời ngắm trăng sao. Buổi sáng và chiều tối, từng nhóm nam phụ lão ấu lần lượt nối nhau chạy hoặc đi bộ lên xuống đồi để rèn luyện thân thể. Đó là hình ảnh quen thuộc ở đồi Thiên Văn. Đặc biệt có thể nói, đây là một nơi hóng gió không thể chê vào đâu được, nhất là khi về đêm nhìn xuống Kiến An lấp lánh ánh đèn. Như các bạn thấy ở phía trước chúng ta, đây là cổng Phượng, lối cổng bắt đầu vào trạm radar thời tiết Phù Liễn. Như ở đoạn dưới chúng ta đã đi qua đấy thì cái cổng rồng thì ngày xưa là đã có cái kiến trúc thì cũng đã bị mai một theo thời gian rồi. Nên đến hiện tại bây giờ thì họ chưa khôi phục dựng lại. Bây giờ chỉ còn lại cái cổng Phượng này thôi. Cổng thì được thiết kế 2 tầng 8 mái. Nhưng 8 mái đây, mỗi mái là cong lên là một chú rồng. Khác biệt với hoàn toàn các cái mái đình, mái chùa của kiến trúc cổ Việt Nam. Và ở phía trên nữa thì là có hai chú rồng đang chầu mặt trời. Song long chầu nguyệt, chầu mặt trăng. Và mái thì được gắn ngói lưu ly. Còn bên phải phía cổng chúng ta vào đây là cái trạm radar mới được khánh thành năm 2017, rất là bề thế, được công trình được đúc hoàn toàn bằng bê tông, rất là kiên cố. Ngày xưa thì mọi người dân thì có thể vào trong cái khuôn vui chơi giải trí cũng như là tham quan ở trong này. Thế nhưng mà cũng có lẽ là do yêu cầu nhiệm vụ, hoặc cũng có thể là do người dân vào có không đảm bảo được cái công tác vệ sinh cũng như là cái độ an toàn cho các thiết bị, nên là từ đấy giờ là họ khóa cửa, họ không cho vào nữa. Phía trước của chúng ta là một cái tòa nhà xây kiến trúc theo đúng kiểu của Pháp, tường dày 60 cm. Ở phía dưới, tầng dưới là được xây kè hoàn toàn bằng đá nhé. Mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Và các tầng trên nữa thì được xây bằng gạch. Một cảnh đẹp không thể thiếu ở đồi Thiên Văn đó là đài Thiên Văn. Đài Thiên Văn Phù Liễn được xây dựng năm 1902 theo kiến trúc của Pháp ở thế kỷ 19. Đài được xây dựng sớm nhất Đông Dương với tên gọi là Tổng cục Thiên Văn xứ Đông Pháp, đã đi vào lịch sử thế giới. Đến năm 1957 mang tên Đài Vật lý Địa cầu Phù Liễn, năm 1979 đổi tên thành Đài Khí tượng Thủy văn Phù Liễn. Hiện nay là Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc, nhân dân vẫn quen gọi là Đài Thiên văn Phù Liễn. Đài có kính thiên văn quang học, radar thời tiết có bán kính hoạt động trên 5 km.
Và cũng hơn một thế kỷ nay, người dân Hải Phòng đã quen gọi núi ở phường Phú Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng là núi Thiên Văn, bởi trên đó có đài Thiên Văn Phú Liễn. Và mình xin sơ lược qua về lịch sử của đài Thiên Văn Phú Liễn này. Vào năm 1902, toàn quyền Đông Dương Paul Dume, theo đề nghị của Giám đốc Nông nghiệp và Thương mại Capip, đã quyết định xây dựng Sở Khí tượng và Đài quan trắc Trung tâm Đông Dương. Ferdinand Zerser, giám đốc đài Thiên Văn Zikawei, Thượng Hải, được giao trách nhiệm và chọn địa điểm xây dựng đài trung tâm tại đỉnh núi Phú Liễn ở độ cao 116m so với mặt nước biển, ngay tại quận Kiến An, cách trung tâm Hải Phòng 8km về phía Tây Nam. Toàn bộ công trình là một quần thể kiến trúc hiện đại, được chia thành khu làm việc trung tâm và khu biệt thự cho sinh hoạt. Trên mặt phẳng rộng 2 hectare tại đỉnh núi, trung tâm đài gồm 2 tòa nhà lớn. Tòa chính là một tòa nhà xây bằng đá xanh dày 60cm. Mặt tiền có 3 tầng quay về hướng đông với những khuôn cửa cong chạm khắc hoa văn trang nhã. Trong nhà có trụ hình khối cân xứng. Sàn rộng lát đá men màu hồng ngọc hình lục lăng. Phần giữa gồm 2 tầng cấu trúc thành một hội trường trang trọng thông với 2 đường hành lang được cấu tạo thành các phòng đặt máy khí tượng. Phần hậu là một tháp cao 6 tầng có cầu thang xoáy trên đỉnh tháp đặt kính kinh vĩ dùng để hiệu chỉnh giờ cho địa phương. Tòa nhà nhỏ hơn ở phía bắc gồm 2 tầng, 8 phòng để làm việc và nghiên cứu khoa học. Công trình nền móng cho cả khu đồng thời cũng là một hệ thống bể ngầm chứa nước đồ sộ chia thành nhiều ngăn sâu 6-8m, đủ trữ nước mưa phục vụ cho toàn đài trên đỉnh núi làm việc và sinh hoạt quanh năm. Vườn khí tượng đặt sau tháp 6 tầng, đất bằng phẳng rộng 20m, dài 30m, trồng cỏ thấp. Hai bên là lối đi lát bê tông, xung quanh toàn khu vực trung tâm có tường bao bọc. Bên cạnh các công trình kiến trúc đồ sộ trên đỉnh núi thì hàng trăm cây lưu niên như phượng vĩ, đa, sấu, bàng, bồ hòn, vải đã được ươm trồng tạo nên cảnh thiên nhiên hài hòa, bốn mùa xanh tốt. Cho tới nay, cây cối trở thành đại thụ và đây cũng là bộ máy nghiên cứu khí hậu sinh học trong suốt hơn một thế kỷ nay. Ngoài kiến trúc Tây Phương, còn có công trình xây cất theo kiểu dáng phương Đông cổ kính, đó là cổng rồng từ quận lỵ lên núi và cổng phượng qua đó vào đài trung tâm. Với kiến trúc các tầng mái cong cách điệu, trang trí hoa văn cổ và mặt nguyệt, với đôi rồng hướng lên mặt trăng kiểu lưỡng long trầu nguyệt, du khách qua đây có cảm giác được bước vào một cảnh sắc thiên nhiên thanh lịch tách biệt với cát bụi trần gian. Tới năm 1905, toàn bộ quần thể kiến trúc đồ sộ và tinh tế tại núi Phú Liễn đã hoàn thành, chứng minh tài năng lao động của bàn tay người thợ Kiến An, Hải Phòng. Trong những năm khởi đầu của thế kỷ 20, ngay từ những ngày mới thành lập, đài Phú Liễn hàng ngày đã tổ chức thu và phát tin bằng điện tín và vô tuyến điện tới các trạm khí tượng tại Việt Nam, Lào, Campuchia và các đài quốc tế trong khu vực Đông Nam Á, Thái Bình Dương để lập bản đồ dự báo thời tiết, bão, gió mùa Đông Bắc phục vụ tàu thủy đi lại trên Biển Đông. Đồng thời, tích lũy số liệu nghiên cứu khí hậu nhằm góp phần mở mang đồn điền, trồng cây nhiệt đới. Đến năm 1906, đài khí tượng Phú Liễn được chính thức đi vào hoạt động, quan trắc lấy số liệu về nhiệt độ, độ ẩm, khí áp, lượng mưa và tốc độ gió. Đài khí tượng Phú Liễn đã đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc quan trắc khí tượng cho 3 nước Đông Dương gồm Việt Nam, Lào, Campuchia. Đài Thiên Văn Phú Liễn thời đó được tự hào sánh ngang với đài khí tượng của Mỹ đặt tại Manila, Philippines, đài khí tượng của Anh tại Hồng Kông, đài Thượng Hải, Trung Quốc, đài Tokyo của Nhật Bản với các loại máy móc hiện đại nhất tới năm 1930. Đài Phú Liễn đã xây dựng được các ngành dự báo thời tiết, nghiên cứu khí hậu, nông nghiệp, động đất, quản lý giờ. Các bản tin thời tiết phục vụ hàng hải hàng ngày được phát bằng vô tuyến điện, điện thoại, thông báo ở cảng, ở các phòng bưu điện ven biển và phát trên các cột tín hiệu biển. Khi có bão thì các bản tin được phát liên tục nhiều lần trong ngày. Từ sau ngày Hải Phòng giải phóng 13 tháng 5 năm 1955, nhà nước ta đã chú trọng khôi phục và phát triển hoạt động của Đài Phú Liễn, khôi phục và xây dựng lại một phần các công trình kiến trúc bị tiêu thổ trong chiến tranh, trang bị nhiều chủng loại máy móc mới nhất. Ngày 1 tháng 8 năm 1957, đài chính thức mang tên Đài Vật lý Địa cầu Phú Liễn. Đến năm 1963, lập lại công tác dự báo thời tiết khu vực. Năm 1970, lắp kính thiên văn quang học cỡ lớn và hiện đại nhất Đông Dương. Năm 1978, xây nhà vòm thiên văn,
Đồng thời, những năm này lập 9 trạm khí tượng, khí hậu và khí tượng nông nghiệp trực thuộc đài, trong đó xa nhất là trạm Bạch Long Vĩ. Năm 1976, nhà nước ta quyết định sát nhập công tác khí tượng và thủy văn. Đài có thêm 10 trạm thủy văn đo mức nước lưu lượng, độ mặn và một đội khảo sát thủy văn. Đài đổi tên là Đài Khí tượng Thủy văn Phú Liễn cho tới ngày nay. Cuối năm 2002, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đài Thiên văn Phú Liễn, Bảo tàng Thiên văn Việt Nam được đưa vào sử dụng. Tại đây còn lưu giữ được khá nhiều văn bản, tư liệu tái hiện quá trình 100 năm hoạt động phát triển của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu và giáo dục truyền thống. Đài Thiên văn Phú Liễn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết khí hậu thủy văn, dự báo cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới, lũ. Đặc biệt là cung cấp số liệu cho bản tin dự báo tổng hợp của bản tin dự báo quốc gia, nhất là dự báo các cơn bão như bão số 1, 6, 9 của năm 2009. Năm 2002, đài được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Hàng năm đều được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Ngày 18 tháng 6 năm 2001, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ra quyết định số 1212, quyết định Ủy ban phê duyệt quy hoạch dự án chi tiết công viên rừng đồi Thiên Văn rộng 115 ha trên độ cao từ 35 đến 116 m. Đài Thiên văn Phú Liễn và Bảo tàng Thiên văn Việt Nam là một điểm nhấn quan trọng cho du khách đến với du lịch sinh thái đồi Thiên Văn, Kiến An, nằm trong quần thể du lịch thung lũng Tây Sơn, núi Thiên Văn, đồi Đấu Đông, đồi 68. Năm 2017, tại đồi Phú Liễn đã khánh thành công trình trạm radar thời tiết Phú Liễn do Nhật Bản tài trợ, thể hiện tình hữu nghị và hợp tác giữa chính phủ hai nước. Đây là thuộc chương trình tăng cường năng lực đối phó thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra. Năm 2017, tại đồi Phú Liễn đã khánh thành công trình trạm radar thời tiết Phú Liễn do Nhật Bản tài trợ, thể hiện tình hữu nghị và hợp tác giữa chính phủ hai nước. Đây là thuộc chương trình tăng cường năng lực đối phó thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra. Đài Thiên văn Phú Liễn được người Pháp xây dựng trên đỉnh núi Đầu Sơn, cao 116 m so với mặt nước biển. Tên núi Đầu Sơn gắn liền với truyền thuyết, đây là ngọn núi cao nhất vùng này, được thiên tinh ứng chiếu nên vào ban đêm thường phát ra những ánh hào quang như ánh sao Bắc Đẩu. Đặc biệt, vùng đất này xưa nay thường sản sinh ra nhiều anh tài, tướng lĩnh cho đất nước. Dưới chân núi có đền thờ vợ chồng Phò Mã Cao Toàn, Chiêu Hoa công chúa và Chiêu Trinh công chúa đời nhà Trần. Bên cạnh đó còn có chùa Lũng Tiên, chùa Tây Sơn và đền thờ Tây Sơn. Do vậy, khi các bạn đến núi Thiên Văn, ngoài tham quan đài Thiên Văn, thì các bạn có thể chiêm bái đền chùa trên và cầu an lành cho gia đình và bản thân. Với hơn 100 năm phát triển, Đài Khí tượng Thủy văn Phú Liễn vẫn luôn là niềm tự hào, là biểu tượng của người dân đất cảng Hải Phòng, bởi nơi đây là trung tâm nghiên cứu dự báo khí tượng hàng đầu ở khu vực Đông Bắc Bộ Việt Nam. Đài đã dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới, lũ trên biển, đặc biệt là cung cấp số liệu cho bản tin dự báo thời tiết tổng hợp của quốc gia. Đó là công việc thầm lặng mà cao cả, góp phần không nhỏ đến việc phát triển kinh tế biển đảo, giữ vững an ninh và chủ quyền biển đảo phía đông bắc của Tổ quốc. Hơn nữa, trong Bảo tàng Thiên văn Việt Nam tại Đài Khí tượng Phú Liễn còn lưu giữ nhiều văn bản, tư liệu quý tái hiện quá trình hơn 100 năm hoạt động, phát triển của ngành khí tượng thủy văn, cũng như những thành tựu thiên văn Việt Nam tác với các nước bạn như Ba Lan, Pháp, Nhật Bản trong việc hiện đại hóa thiết bị theo dõi khí tượng thủy văn phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục truyền thống. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, trên thế giới hiện nay chỉ còn khoảng 100 trạm khí tượng trên 100 tuổi, trong đó có trạm khí tượng Phú Liễn. Những trạm khí tượng có trên 100 năm tuổi được khuyến nghị cần bảo tồn, bảo vệ vì có những giá trị của chuỗi số liệu trên 100 năm trong đánh giá những thay đổi, biến đổi khí hậu trong thế kỷ gần đây. Với hơn một thế kỷ tồn tại, Đài Thiên văn Phú Liễn không chỉ là cơ sở nghiên cứu khoa học mà còn là điểm du lịch hấp dẫn. Từ đây, các du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ Kiến An và thành phố Hải Phòng. Vào những ngày đẹp trời, có thể thấy rõ cả Đồ Sơn, Cát Bà, Vịnh Hạ Long, Thái Bình, Nam Định. Đường lên Đài Thiên văn bắt đầu từ cổng rồng dưới chân núi. Nếu không muốn đi bằng ô tô, xe máy, các du khách có thể đi bộ, leo núi ngắm cảnh, rừng thông, núi non, trời mây trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Và khu rừng thông trên đồi Thiên văn này cũng được mệnh danh là một Sa Pa thu nhỏ của đất Kiến An, Hải Phòng.
Mình xin sơ lược qua về cái trạm radar thời tiết của Đài Thiên văn Phù Liễn này. Đây là một cái trạm radar thời tiết do phía Nhật Bản viện trợ không hoàn lại ODA trong cái chương trình tăng cường năng lực đối phó với thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra. Công trình này được bàn giao vào ngày 22 tháng 11 năm 2017. Trong cái buổi lễ bàn giao đó thì tham dự có công sứ kinh tế Nagai Kazuro, Đại sứ quán Nhật Bản và Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Linh, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo dự án này, phía Nhật Bản đã cung cấp máy radar và các thiết bị cần thiết khác cho đài quan trắc khu vực phía Bắc của Việt Nam. Và đây cũng là khu vực được hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới quan trắc khí tượng. Thông qua việc hoạt động các thiết bị hiện đại được cung cấp, phía Nhật Bản hy vọng rằng dự án sẽ hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ dự báo thời tiết, đưa ra những cảnh báo kịp thời theo thời gian thực và nâng cao năng lực phòng ngừa thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Và trong thời gian tới, phía Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực phòng ngừa thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra ở cả phần cứng và phần mềm. Nội dung của dự án đó là dự án viện trợ không hoàn lại, khoản viện trợ là 2 tỷ yên, bao gồm xây dựng 2 trạm radar, một ở thành phố Hải Phòng, Phù Liễn và một ở thành phố Vinh, đồng thời cung cấp thiết bị phục vụ đo đạc, quan trắc, cảnh báo khí tượng. Cái điểm đặc biệt nhất của trạm radar thời tiết này thì đây là trạm quan trắc khí tượng radar đầu tiên ở khu vực phía Bắc Việt Nam. Khả năng quan trắc trên phạm vi đường kính 450 km do sử dụng S-band. Với khả năng phân tích, đánh giá tốc độ gió, cường độ mưa với công nghệ không gian 3 chiều, khả năng tính toán lượng mưa và thời gian mưa ở mỗi khu vực địa phương. Và một đặc điểm nữa là khả năng kiểm soát số liệu ổn định, độ chính xác cao. Đây là toàn cảnh quận Kiến An được nhìn từ trên đỉnh núi Thiên Văn này xuống. Đây là chỉ một bên sườn phía đông, phía tây của dãy núi Thiên Văn này. Còn cái mạn sườn phía đông ở mạn bên kia cơ. Vào buổi chiều thì sáng sớm tinh mơ cũng như các buổi chiều thì bà con ở đây thì đến leo núi lên đây tham quan cũng như là tập thể dục rất là đông. Và cũng có cả cái hệ thống hàng quán bán đồ ăn nhanh và các loại nước, hoa quả, trái cây ở trên này. Với những giá trị về lịch sử và kiến trúc, Đài Khí tượng Phù Liễn cho đến nay vẫn là một niềm tự hào người dân đất cảng, đồng thời còn là địa điểm tham quan thú vị mỗi khi du khách đến với thành phố cảng nơi đây.
nhất là những dịp cuối tuần thì các cặp đôi đưa nhau đến đây vừa hóng gió hóng mát cũng như là ngắm phong cảnh tâm sự rất là tuyệt vời của môi trường.